Xin mời. Trời đất ơi. Bất ngờ quá, bất ngờ. Trời ơi, bất ngờ quá. Dạ, chào cô. Dạ, chào em. Trời đất ơi, bất ngờ quá. Ngồi đi Thái. Chào cô, dạ. Dương Ngọc Thái. Đò ơi. Gọi đò ha. Rất vui được chào đón hai mẹ con đến tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. À, bây giờ thì cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết ạ. À, dạ xin phép quý khán giả cũng như là hai MC. Dạ. Mình là Huỳnh Thị Hoàng Yến, 56 tuổi. Dạ, xin mời anh ạ. Thái cũng chào anh Huỳnh Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Thật sự là đây cũng là rất là vui, được rất hân hạnh được tham gia chương trình này. Và sẽ chia sẻ cho quý vị những kỷ niệm cũng như những cái gì giữa hai mẹ con. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và chúc cho năm mới gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, phát tài và phát lộc. Dạ. Cảm ơn hàng thị. Nhưng cô mới đi điều trị mắt đúng không? À, cô có bệnh về mắt. Dạ. Còn như là bởi vì cái giác mạc của cô nó có vấn đề. Dạ. Khi mà cái ánh sáng nó nó ảnh hưởng tới cô. Không, thành... đeo kiến đẹp hơn. cảm ơn. Rồi thành ra là cô xin phép ở đây là mình được phép là đeo kiến gọi là kiến model mà ha. Kiến này kiến đẹp đấy. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể của mình đó là một ca sĩ thì cô cảm nhận thế nào? Mà anh chàng này ca sĩ nổi tiếng lắm, nhiều bóng hồng xung quanh là cũng nhòm ngó lắm á, cô cảm nhận thế nào? Thì thật sự ra là gia đình mình ấy thì là ông cụ của mình nó cũng là trong giới nhạc sĩ, thì là cùng thời với lại chú Nguyễn Ánh Chính, Khánh Băng hay là bác Phạm Duy. Dạ. Thành ra là đương nhiên là nhà nó cũng có cái gen văn nghệ rồi. Thành ra là khi mà nghe cháu quen với lại ca sĩ á, thì thật sự là mình cũng không có lấn cấn gì cho lắm. Nhưng mà có một điều thì Quyền Linh nói là đúng ấy. Vì trong giới nghệ thuật á, showbiz á, thì chắc chắn sẽ có nhiều cám dỗ dễ bị say nắng hơn. Nó đẹp trai, nổi tiếng nữa. Ra bao nhiêu khán giả hâm mộ. Thì coi như là cũng lo. Dạ lo. Rất lo. Nhưng mà sau thời gian tiếp xúc với anh chàng này thì mình thấy ảnh là vừa có tài nhưng mà ảnh lại có cái đức, có sự chân thật khi nó tới với lại con gái của mình. Rồi mình thấy cháu như vậy thì ra là mình chấp nhận. Dạ, chứ nó hát cũng hay, nghe cũng xíu vô tai. Ngày đầu tiên về là anh có hát cho cô nghe chưa? Không, thì con gái nó có đem về mấy cái đĩa, những cái live show 1, 2 đem về cho mẹ coi. Cũng nhờ giọng hát nha Thái. Cảm tình cũng từ giọng hát luôn á. Hơn là hát bolero chứ hát nhạc trẻ là thua rồi. Cái lần đầu tiên khi anh gặp mẹ vợ, anh có ấn tượng điều gì không? Thì thực sự là quen lúc mà Vi đưa về nhà đó, thì biết là bố mẹ nhìn là rất là hiền, thích mẹ cái là mẹ hiền và mẹ còn đánh đàn piano rất là hay. Nó chơi đàn piano rất là hay. Và ông ngoại cũng là một nghệ sĩ mà cũng nổi tiếng, nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Vợ của anh cũng là ca sĩ trong nhóm Hơn Đi hồi xưa. Đúng rồi. Thì cũng là nghệ sĩ nhau, cũng dễ thông cảm. Và khi đến gia đình là xác định luôn, làm đến với gia đình luôn và nói chuyện với ba mẹ thì ba mẹ đồng ý và cũng rất là vui. Có bao giờ là mẹ vợ với con rể là xong ca chưa? Xong ca chưa hả như mẹ? Giờ mẹ với con rể hát bài coi. Coi như chúc mừng năm mới cái đi. Trời, biết ai mà về chưa chuẩn bị. Kệ nó, hát kệ nó, đoạn nào đó thôi, thử hai mẹ con xong ca thử coi. Bài nào mà mẹ thích đó mẹ? Mẹ thích đó. Mẹ thích bài gì mẹ? Bài Mùa Đông của anh được không con? Mùa Đông của anh hả? Trời lập đông chuyên cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Để mặt anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly anh về đường khuya em bật khóc. Anh sai thật rồi mà chưa quên môi tóc. Anh với anh có phải tình bằng giá là tình đẹp trên thế gian. Hai đứa tính hát là có phải tình bằng giá là tình đẹp hai chúng ta. Đúng rồi, tình đẹp chúng ta. Chứ nhìn con thấy mẹ vợ giật mình á, tình đẹp trên thế gian. Thấy con rể hát mẹ vợ nó có áp lực gì không Thái? Dạ, nó có áp lực chứ. Nhiều hát ngoài không áp lực, nhưng mà hát với mẹ vợ nhiều lúc mình phải nhường lại chút. Làm rể mẹ là bao lâu rồi? Cũng 7-8 năm rồi.
Vậy hả? À, 7 năm. Những ngày đầu tiên đó, em làm gì để có thể lấy lòng mẹ vợ của mình? Thì em thì thích là bố mẹ thì thích sự quan tâm của con cái. Bố mẹ coi mình giống như là đứa con ruột trong nhà chứ không phải là con rể. Nên là khi mà em đi hát hay đi đâu, tất cả mọi thứ đó là những cái món quà nhỏ thôi, nhưng mà đó là một niềm vui. Có đâu là cái niềm vui cho mẹ, em nghĩ là thế. Cô thấy là cô hợp với con rể mình điều gì? Có nhiều điểm đó con hả? À, dạ. Nhưng mà nếu mà nói Huyền Linh nói thì bây giờ mình nhắc luôn một cái ấn tượng rất là vui. Lần đầu tiên là con tới nhà mẹ, mẹ biết rồi, nhưng mà lần đầu tiên hình như là cái đó nó cũng cận Tết đó con. Dạ. Có đem tới trong nhà mẹ con nhớ không? Là cái bữa đó buổi trưa, ngày 29 hay 30 mẹ quên. Nhưng mà con chở gần như cả một vườn hoa tới nhà mẹ thì phải. Hôm mấy Tết á, hôm mấy Tết, dạ. Trời đất ơi, nó chở coi như là nguyên một cái xe ba gác. Chở bông tới đó hả? Chở bông tới là nó tặng nguyên một cái vườn hoa cho nhà mình. Mà chắc nó hốt hết chợ rồi. Thành ra hoa cái giờ đó Huyền Linh biết sao không? Nó không có được sự. Em chính Tết không luôn? Hành chính giờ đó là giờ. Giá bông giảm. Giờ người ta xả đó. Người ta xả bông đó. Hồi nhỏ đó chú không có tiền, chú chờ tới bữa đó anh ta xả xong tôi đi lụm á, chú tặng người mới không, nhưng mà dễ thương. Không phải xả đâu, để bận nhiều việc nên là tới ngày đó mới rảnh được. Đúng rồi, sáng chứ không phải đi lựa mà bông rẻ mà mua tặng bố mẹ vợ đâu. Không, bông thì bông đẹp, nhưng mà tự nhiên là cái giờ chót á thì có cây nó rất đẹp, nhưng có cây đương nhiên là nó không có đối xứng với nhau. Nhưng mà nói chung như là đó là tấm lòng, cái đó là tấm lòng đúng không? Dạ. Nhưng mà nguyên một chiếc ba gác là nhiều lắm. Mà coi như là nó là ca sĩ đúng không? Dạ. Mà vẫn là chắc như nghe nói thôi là như leo vô đâu để đi kèm cái ông ba gác, sợ ông chở đi chỗ khác. Nhưng mà anh thấy anh hợp với mẹ điểm gì nữa không? Anh với mẹ thì thực sự nó là hai mẹ thì rất là hiền, nó nói chuyện là biết rồi, và rất là từ tốn, từ từ thích mẹ cái điểm đó. Mà khi mình nói chuyện với mẹ thì nhiều cái cũng mẹ cũng dạy ra nhiều cái hay, và cũng nói cho mình biết những cái ưu và khuyết điểm của vợ mình cho mình biết để sau này mình cách cư xử. Với lại nhiều lúc vợ chồng cũng gây gỗ rồi, và hai vợ chồng mà thì cũng có về cũng nói chuyện với mẹ, rồi mẹ cũng khuyên răng vậy đó. Nhiều lúc mà mét mẹ vậy thì mẹ bên ai? Mẹ thì bên con rể hơn con ruột à. Có bao giờ mà Thái biểu diễn sân khấu rồi cô xem rồi cô về cô góp ý à, con ơi con nên này nên thế kia không? Có thì luôn. Đó có đó, chẳng hạn như trong những cái live show của Thái, mình đặt mình vào những người ta đi xem thì đương nhiên người ta xem người ta cũng muốn là đương nhiên phải có những cái tiết mục nó hay hơn, thì khi mình đi coi mình cũng mong muốn như vậy. Yeah. Thì mình góp ý cho con à, cái này là bữa đó con bận này đẹp hay xấu hay đầy loại, hay là cái chương trình đó mình nên làm như thế này thế kia, nên kết hợp như thế nào thì cho nó hay hơn. Yeah. Thì là được cái là Thái nó rất nghe lời, là một. Với thứ hai là rất nghiêm túc khi mà đưa ra những sản phẩm đến cho tay những khán giả hâm mộ mình. Mình cảm giác là giữa mình với con rể đó có điều gì không có hợp với nhau không? Không, thì hai mẹ con trong những cái món ăn mình nấu thì Thái nó về chơi vậy đó thì là ăn cũng hợp ý. Mà có một điều Thái nhớ không, lần đầu tiên con đến nhà mẹ gì đó mà mẹ nấu á, là Thái nó hỏi hoài, ủa mẹ ơi mình nấu bán thì sao cái nồi to ấy. Tại vì thật sự nấu cái nồi to lắm, thật sự nấu đồ ăn ngon lắm, món gì cũng ngon chứ. Nhưng mà Thái có bao giờ á Thái thể hiện nấu một cái buổi ăn nào đó mà riêng Thái nấu cho mẹ em vợ? Thì chỉ có chiên trứng với nấu mì thôi, không biết nấu gì hết. Vậy á, thật sự em biết nấu gì hết trơn, trước giờ là vợ nấu với lại ba mẹ. Hồi xưa ở nhà mẹ thì mẹ ruột nấu cho ăn, sau lấy vợ thì vợ nấu, chứ em không biết nấu. Thử bữa nào mình trổ tài đi. Dạ. Mình làm bữa tự mình nấu đi. Bây giờ anh nói thì em mới chắc bữa nào làm thử. Cái đó là một cái rất là hay á. Cái không biết ngon hay dở, nhưng bữa nào thử mình trổ tài đi. Dạ. Về nhà nó mẹ, bữa nay con nấu cho mẹ thử coi ca sĩ nổi tiếng nó nấu như thế nào. Dạ. Thường mấy đứa nổi tiếng nó nấu dở. Sao chú giận con vậy? Con nấu được lắm mà. Được. Rồi cái chuyện mà chăm sóc con cháu trong nhà của mình á anh, hai mẹ con mình có hợp với nhau không? Mẹ thì tỉ mỉ lắm, anh thì thực sự nói là hai đứa cháu, hai đứa con của anh á là rất là quý bên ngoại luôn. Dạ. Và đặc biệt là bà ngoại, được cái là hay thủ thỉ nói chuyện với mấy đứa nhỏ, nói chuyện tâm sự nào đó. Nó hỏi nó hay đích thì hay thắc mắc, nó hay thắc mắc này thắc mắc kia, nó hỏi ngoại, nhưng mà hỏi ba mẹ bố mẹ đâu, nhiều lúc bận rộn đâu có trả lời nó đâu. Dạ. Nó hỏi bà ngoại trả lời, lâu là đòi cứ đòi về nhà ngoại hoài. Có bao giờ cô có buồn Thái điều gì đó mà cô không có nói không? Cái thời gian đầu á thì nói buồn á thì chắc cũng có một chút á. Dạ. Thôi sẵn đây mẹ nói luôn. Dạ. À, cách đây hình như là cũng 1-2 năm gì mẹ quên rồi. Thì cái năm đó là con đi hát ở bên Mỹ,
bao nhiêu nửa tháng mà ngay trong Tết luôn. Thì cái năm đó đó là nói thật ra là mình nuôi xuống chơi, mình nuôi mấy đứa nhỏ ấy, mến chân mến tay. Thành ra khi mà đi chơi Tết đó, mình có đặt một cái tour đi Nha Trang với Đà Lạt. Thì muốn dẫn con bé lớn là con bé Su, mình muốn dẫn nó đi chơi với mình. Thành ra mình cứ thông báo cho ba mẹ là kỳ này bà ngoại dẫn cháu đi chơi với ngoại. Thì nếu bây giờ mình dẫn con Su nó đi á, thì ba nó lại không gặp nó nữa. Mình đi cho tới mùng 8 hay mùng 10 rồi mới về. Thì là Thái nó nhớ con quá. Bây giờ nó đã nửa tháng nó đi nước ngoài rồi, bây giờ nó về nó muốn gặp con nó. Bây giờ nếu đi với ngoại á, thì là không có được gặp con. Mà mình thì mình làm cái gì mà muốn nó không có vui hay cái gì á, thôi là mình cho cháu nó nhà. Nhưng mà mẹ cũng buồn. Đúng không? Mẹ mày nói con biết mẹ buồn. Mẹ buồn. Thật sự là em đi nước ngoài mà mỗi lần đi nước ngoài là em nhớ mấy đứa nhỏ lắm. Nhớ vợ, nhớ con, nên là bà ngoại thì xin là cho đi. Nhưng mà tới thời gian đó là em đi về, mà em về dịp Tết nữa, muốn gần vợ gần con. Mà nhỏ gái lớn nữa. Nên là nói mẹ thôi mẹ thương con để cho nó nhà để con về gặp. Mà bây giờ mẹ nói mới biết mẹ buồn, chứ không biết. Không biết. Thì những cái điều đó nó nhỏ thôi, nhưng nếu để nó cộng lại nhiều lần á, nó sẽ thành lớn. Chính vì thế đôi khi cô cũng có chuyện gì buồn, nó nói thẳng với Thái nó nghe. Dạ. Để rút kinh nghiệm. Dạ. Mai mốt nó cách xử lý tới con, chứ mình cứ chịu đựng á. Cái lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cái nó thằng này không được rồi nha. Mấy lần rồi nha, bắt đầu là căng lên á. Có bao giờ em buồn mẹ vợ mày không dám nói không? Dạ không. Em không, chưa bao giờ em buồn mẹ vợ, bố mẹ vợ. Anh nghĩ rằng hai mẹ con cũng cùng cái gọi là yêu mến đam mê nghệ thuật thì chắc cũng dễ hiểu nhau. Dạ. Để xem coi bà xã em nói gì nha, để coi Vi nói gì đây. Thật sự là giữa mẹ Vi và anh Thái thì là không có chuyện gì mà để làm cho Vi đau đầu hết. Chỉ có duy nhất là một chuyện mà Vi nhớ là từ lúc mà trước mà lúc mà mới quen nhau á, thì là anh Thái có tâm sự với lại gia đình của Vi là anh Thái có một đứa con riêng. Thì là mẹ chỉ sợ là không biết là Vi lấy anh Thái như vậy, và khi mà có con như vậy, có con riêng như vậy thì sợ Vi không được hạnh phúc này nọ. Nhưng mà thực sự anh Thái đã chứng minh cho mẹ rất là nhiều, và tới thời điểm bây giờ luôn là được 8 năm rồi, 7 năm. Thì là thực sự là giữa anh Thái và mẹ Vi luôn lúc nào cũng yêu thương nhau và lúc nào cũng hiểu nhau hết. Anh Thái đi đâu cũng là mua cho mẹ ảnh rồi mua cho mẹ Vi luôn, và lúc nào Vi cũng rất là vui trong lòng khi mà anh Thái đều nói với Vi là anh coi bố mẹ của em cũng như là bố mẹ của anh. Thì Vi cũng vậy, Vi cũng rất là thương bố mẹ bên ảnh. Thì nói chung là phận làm con mà mình luôn luôn lúc nào cũng tạo ra những cái niềm vui cho bố mẹ. Và cũng qua chương trình này thì Vi cũng mong là cho cái tình cảm của giữa anh Thái và mẹ luôn lúc nào cũng được như vậy hoài. Đây cũng sẵn vậy, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã đồng ý cho tụi con đến với nhau. Cô có muốn nói điều gì với con rể của mình không? Thì mẹ cảm ơn con, là con đã thương yêu con gái mẹ, đã cho mẹ thấy là những cái gì mẹ tin tưởng về con là nó là điều đúng. Thật sự ra mẹ rất hài lòng. Mẹ không có mong gì hết, chỉ mong là coi như là con cứ giữ mãi như vậy. Yeah. Là một điều rất là tốt. Mẹ chỉ có mong là bây giờ tiếp tới là con giữ gìn sức khỏe. Và thí dụ như nếu có điều kiện thì chở những ngày lễ nào được ấy, thì con chở mấy đứa cháu của mẹ đi chơi nhiều hơn. Yeah. Lo kiếm tiền quá. Cháu đi chơi. Đó là cái chung của nghệ sĩ đó cô. Không phải riêng Thái đâu. Nhưng mà hôm nay thì anh có mong muốn ở mẹ điều gì không? Thái thì chỉ mong cho mẹ là sao có sức khỏe, và con mắt của mẹ thì đã mang bị đó, thì hy vọng là sẽ có một người nào mà nó hiếm giác mặt cho mẹ để mẹ thay được con mắt. Đó là cái điều mà mong muốn nhất. Và luôn luôn dành tình cảm rất là nhiều cho mẹ cũng như là ba vợ. Lúc nào anh con cũng yêu thương bố mẹ cũng như bố mẹ ruột của con, và không bao giờ để cho bố mẹ phải thất vọng về chàng rể này. Hay quá. Hôm nay thì cũng đầu xuân mới, khán giả cũng gặp lại Dương Ngọc Thái cũng bất ngờ trong chương trình này. Cũng cảm ơn Thái rất nhiều đã dành thời gian cái mùa xuân này cùng với mẹ vợ của mình lên đây. Thì thôi cũng gửi tặng khán giả một bài nào đó. Dạ thì nhân dịp thì năm mới thì Dương Ngọc Thái cũng chúc cho toàn thể khán giả đang xem chương trình và còn khán giả tại đây
một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc và bạn sẽ như ý. Kính chúc cho anh Quyền Linh với lại Lê Lộc và nhiều show và nhiều chương trình như thế này. Để đáp lại món quà đầu tiên gửi tặng cho toàn thể quý vị là một bài hát, một đoạn thôi ha. Dạ. Một đoạn về bài hát về mùa xuân, đó là bài hát Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ, khơi hương theo làn gió, em bảo rằng nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa, em đừng chờ tôi dưới sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Hay quá. Hay quá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúc gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công rực rỡ nha. Yeah. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Yeah. Dạ. Dạ.